Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức lễ phát động giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, công trình xây dựng và giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2024. Các giải thưởng này được tổ chức thường niên kể từ năm 2017 đến nay nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, những công trình xây dựng tiêu biểu trong việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm năng lượng các giải thưởng kỳ vọng đóng góp nhiều hơn vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu và đạt mục tiêu tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050 như cam kết của chính phủ Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng nhân sự kiện này, Bộ Công Thương còn tổ chức tọa đàm giải pháp hiệu quả năng lượng trong công nghiệp nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng trong công nghiệp.